Malamed Bình Dương xin chào bà con cô bác quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Malamed Bình Dương nha. Bây giờ là 6:30 đó, thì nói chung là tới giờ họp báo mọi người vô trong rồi. Bây giờ là tới giờ họp báo luôn hả? Chị Giác Long ha, chị trẻ. Còn kia là bên kia là ba. Ba. Còn cháu phải cho mọi người một từ. À, cái này cái gì anh? Chương trình khuyến mãi dự án khởi nghiệp không đồng à. Vì cộng đồng ăn sạch uống khỏe. Wow. Bây giờ mình nên dành tham khảo chứ. Rồi sau đó là sao? Thì mình muốn khởi nghiệp thì mình khởi nghiệp. Sau đó mình khởi nghiệp. Wow, ăn bánh da lợn vậy. Ồ, có rất là nhiều. Những món miền Tây không nha. Những món ở An Giang không đó. Một ba, một ba. Đặc sản miền Tây nữa. Trời ơi, quá trời. Đây là được ba mẹ của ca sĩ Giác Long làm để cho cái này bánh gì ta? Sầu chớm gì bà xã? Sầu chớm. Cốm dẹp, cốm dẹp em. Dẹp. À, cái này cốm dẹp. Sầu chớm. Sầu chớm hả? Giống cốm dẹp vậy. Sầu chớm. Sầu chớm. Rồi thôi bây giờ mình vào bên trong đi. Đó đây là vào bên trong cái phòng trà đồng dao nha. Ở trong này là không khí mát lạnh luôn. Được rất là nhiều cái tràng hoa. Đây là mẹ Hương Lan nè và Trương Như Ý ha. Chúc mừng Trích Lâm. Vợ chồng Tony Abi, ca sĩ Tố My, nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Chúc mừng em Nhi Nhi cao công nghệ. Rồi, mà làm mất quay toàn cảnh cho tất cả bà con cô bác xem ha. Ca sĩ Tường Nguyên. Đây là không khí bên trong phòng trà. Mình đi ra phía sau mình ngồi. Và kể từ đó thì theo dõi cái hành trình của chàng trai trẻ này thì Khang rất là quý cái tinh thần cầu tiến cũng như là nỗ lực của bạn ấy. Và có thể nói là bước ra từ cuộc thi thì Chắc Long đã có những sự nỗ lực tìm tòi nghiên cứu trong cái dòng nhạc quê hương trữ tình cũng như là bolero. Và chính vì vậy mà khi mà quản lý của em là anh Bảo có gọi điện mời Khang dẫn cái buổi họp báo này thì Khang rất là sẵn lòng, bởi vì Khang tin rằng các bạn ấy chính là những thế hệ trẻ tiếp nối và lưu giữ cũng như lan tỏa những giá trị truyền thống, những giá trị bên ngoài vào. Không chỉ là những cái buổi lâu chúng tôi sắp xếp cho cái điểm nhạc buổi tối ngày nay, mà bên cạnh đó chúng tôi còn mang đến những hình ảnh miền quê như là lạnh cầu he, những cái bánh bò, những cái bánh da lợn, nếu chi tại những cái không gian ở bên ngoài. Bởi vì chúng tôi tin rằng
với sự tiếp đón của những khách chú đáo để đây là một sự trân trọng của ekip. Và chúng tôi mình quay tại vì quay hẳn rồi không hướng cho những gì về sản phẩm ở nhà cũng như là cách ly của Chất Long trong thời gian tới cũng sẽ nhận được sự yêu thương của các chị phóng viên báo giới, các chị nghệ sĩ cũng như là những đơn vị sản xuất và tổ chức chương trình. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều những khách quý đang có mặt với chúng ta. Cho phép chúng tôi cũng xin được giới thiệu sự hiện diện của các cô chú, các chị nghệ sĩ. Đầu tiên xin được giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của danh ca Hương Lan. Thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Hẹn đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của ca sĩ Hà Vân. Vâng, xin được giới thiệu ca sĩ Như Lý Bolero. Xin được giới thiệu đến quý vị ca sĩ Cindy Thái Tài. Xin được giới thiệu các chị em nghệ sĩ của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Xin lỗi quý vị là tại vì ở trên đây sáng quá, Mỹ Khang không thấy hết tất cả mọi người. Xin giới thiệu ở phía hàng cuối, Mỹ Khang thấy có là đạo diễn Quý Khang cùng với đạo diễn Tạ Nguyên Phúc đúng không ạ? Vâng, xin chào anh em ạ. Dạ, nếu mà Mỹ Khang còn sót ai mà chưa giới thiệu hết thì trong suốt quá trình sự kiện ngày hôm nay thì cho phép Mỹ Khang được bổ sung sau nha. Lần nữa xin được cảm ơn các anh chị phóng viên báo giới, các khách mời đang có mặt trong sự kiện này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần giao lưu ngắn với chàng trai trẻ Chất Long. Một tràng tay để chờ đón Chất Long. Dạ, lời đầu tiên cho phép Chất Long gửi đến tất cả các anh chị, các cô chú, anh chị, tất cả các bạn và mọi người có mặt ở trong khán phòng lời nói thân thương và lời chào trân trọng nhất ạ. Thưa quý vị, Chất Long từ lúc mà bước ra từ cuộc thi cho đến tận bây giờ vẫn còn hiền như thế, có nghĩa là vẫn một nét gì đó rất là mộc mạc, chân chất và rất là hiền hậu. Em là quê ở đâu Long? Dạ quê em ở trong Đốc. Quê ở trong Đốc đúng không ạ? Ngày hôm nay thì có thể thấy là đây là một trong những cái sản phẩm được đầu tư khá là siêu quen. Anh biết em cũng ra nhiều cái ca khúc về dòng nhạc quê hương rồi, nhưng lý do vì sao để chọn ca khúc Phú Hơi này trong cái buổi premiere để giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả? Dạ, tại vì bài hát Phú Hơi này là một bài hát rất là đặc biệt mà em được một người nhạc sĩ, một người thân lớn trong nghệ thuật của mình tặng cho em, cho nên em cùng tất cả mọi người trong ban tổ quyết định để làm bài hát Phú Hơi này như là một món quà cũng như là một cái đầu tay tình yêu của em. Thưa quý vị, Nguyên Khang thường hay nói đùa với Chất Long là em là một trong những ca sĩ mà tạm gọi là có sự chịu chơi, có sự đầu tư. Bởi vì để có thể mời được một nhạc sĩ uy tín, có trình độ chuyên môn cao để mà sáng tác độc quyền cho bạn ấy ca khúc Phú ơi, chắc chắn không gì ngoài tình thương. Bởi vì để mời được người nhạc sĩ này thì chúng tôi tin chắc là không gì quý hơn bằng cái tâm chân tình. Và hôm đó thì người nhạc sĩ mà quý vị biết đến đó chính là nhạc sĩ Minh Vi, người nổi tiếng với những ca khúc của dòng nhạc quê hương. Thì anh cũng chính là giám khảo và đồng thời cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Chia sẻ cho một chút là khi mà em mời nhạc sĩ Minh Vi mà thực hiện cái ca khúc này thì có khó lắm không? Tại anh cũng được biết là Minh Vi khá là cầu hòa và chỉnh chu đấy. Dạ anh em, làm anh Vi thì xưa giờ là ai cũng biết là anh khó. Nhưng mà đối với em á, là anh Vi rất là ấm áp. Dạ, tại vì em thấy khó nhưng mà trong công việc anh khó nhưng mà anh rất là chỉ dạy cũng như là góp ý cho em. Dạ, chị có đúng không ạ? Dạ. Vâng, anh tin là như vậy. Thì nếu mà dễ quá thì có thể là mình sẽ sơ suất hoặc là bỏ qua những cái nhược điểm của bản thân mà không hoàn thiện được. Trước khi đi một phần giao lưu ngắn bây giờ, chút nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một câu chuyện mà tôi tin chắc rằng nó chạm đến một góc khuất nào đó trong con người của chúng ta. Đó chính là sự yêu thương. Mời quý vị cùng đến với MV Vũ ơi của nam ca sĩ trẻ Chất Long.